Ông già bí ẩn vô cùng thương tiếc xin lỗi Mochizuki Toya về việc ông ấy vô tình dán một tia sét vào nhân loại, khiến cậu học sinh 15 tuổi bị đằng xuất khỏi thế giới. Tôi biết bản thân mình đã chết nhưng mà Toya vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà. Ông ấy đề nghị là sẽ hồi sinh Toya sống lại ở một thế giới khác. Ông cũng cho cậu một mong ước để bù đắp lỗi lầm của mình. Toya chỉ xin mang theo chiếc điện thoại thông minh của bản thân loại iPhone 13 Pro Max. Ông già đồng ý và nói rằng ở thế giới đó Toya có thể sử dụng phép thuật để sạc pin nên là không cần phải mua thêm sạc. Bằng cách nào đó, cậu học sinh đã tỉnh lại ở một thế giới vô cùng xa lạ. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Toya liền nhận được một cuộc gọi được lưu sẵn với cái tên là Thượng Đế. Ông ấy báo cho cậu biết rằng bản đồ và la bàn đã được update bản mới nhất để phù hợp với thế giới hiện tại nên là Toya không cần lo lắng về chuyện bị lạc đường. Đang suy nghĩ về chuyện tiền đâu để sống thì Toya vô tình gặp được một người đàn ông đòi mua lại bộ đồng phục học sinh của cậu. Sau khi Toya được ông ấy đưa đến thị trấn và thay bộ đồ khác, cậu liền nhận được một số tiền lớn cho việc bán quần áo của mình. Trên đường đi, cậu gặp hai tên côn đồ đang cố ép giá chiếc sừng hu pha lê của hai cô gái tội nghiệp. Máu anh hùng của Toya nổi lên liền tẩn cho hai tên côn đồ một trận ra trò. Do trước đó Thượng Đế đã phòng việc Toya sẽ chết tại thế giới này nên là đã ra tay búp sức mạnh cho cậu ấy, mà có vẻ là hơi lố tay hay sao á nha. Qua trò chuyện, Toya biết được hai cô em gái này là chị em song sinh. Cô chị tóc dài tên là, tên này khó đọc quá ta, tên là gì đây? Elza Shuhoka, thôi gọi là Elza đi. Và em gái tóc ngắn tên là Linza. Cậu cũng được họ dẫn về lữ quán trăng bạc để ta túc. Sau khi đăng ký thuê phòng thành công thì Toya nghe được hai cô gái này sẽ đến đăng ký tại hộ quán để làm nhiệm vụ nên xin đi theo. Mà tới cái bản thông báo nhiệm vụ nhìn cho vui thôi chứ có đọc được đâu. Biết được việc này, hai chị em họ đã đăng ký cùng Toya làm nhiệm vụ tiêu diệt sói một sừng. Sau khi nhận được thẻ hội viên và vũ khí thì cả bọn háo hức lên đường làm nhiệm vụ. Trong khu rừng, lũ sói một sừng để giữ tợn cũng phải khuất phục trước sức mạnh của tổ đội tân binh mới này. Cô em gái Linger dùng phép thuật xích thập vũ, lân hỏa thành công tiêu diệt đi con cuối cùng giúp cả đội hoàn thành nhiệm vụ. Cố vấn hậu quán đã đóng ấn vào thẻ cho họ và đưa tiền thưởng. Toya xin giữ lại chiếc sừng dư ra để làm kỷ niệm cho nhiệm vụ đầu tiên của mình. Quay về lữ quán, Toya liền cầu xin Linger dạy cho cậu ấy đọc và viết, với cả việc sử dụng phép thuật nữa. Nhưng mà phép thuật chỉ tương thích với những người có năng lực bẩm sinh nên là điều này sẽ không thể dạy được. Toya cũng chẳng biết mình có năng lực hay không, nhưng mà đã có một người nói rằng cậu ấy sẽ sử dụng được phép thuật. Mà cái ông nói ra câu đó là Thượng Đế á, nên chắc là vậy rồi. Sau khi thử độ tương thích phép thuật thì cả bọn há hốc mồm khi mà cha nội Toya này cái giống gì cũng xài được. Thủy thuật nè, hỏa thuật nè, gió, ánh sáng, bóng tối, vân vân và mây mây. Nói chung là cha nội này cái giống gì cũng tương thích được hết trơn á. Kiểu này là ông Thượng Đế búp mạnh tay quá rồi. Ổng mạnh đến nỗi mà cái hòn đá ma pháp vô định thuật kén chọn nhất cũng tương thích được với chả luôn. Thanh niên được búp bẩn có khác. Để vậy, ổng còn biết thần chú khai môn, loại phép thuật dịch chuyển thẳng đến những nơi từng đi qua. Đó, mấy cái anh trai mà kiểu mạnh vậy là gái bu nhiều lắm nè, cậu tôi nói đúng không nè. Tập 2. Trong nhiệm vụ tiếp theo, Toya và hai chị em nhà Shuhoka sẽ giao lá thư đến Kindo. Trên đường đi, họ gặp được một cô gái mặc đồ samurai đang ra tay tẩn cho một đám lưu manh một trận nhớ đời. Toya thấy gái đẹp là máu anh hùng của cậu ấy lại nổi lên. Cô tung đòn thổ thuật tấn công giúp cho cô gái ấy thoát khỏi nguy hiểm. Hai chị em nhà Shoka cũng không phải dạng vừa nên là bay vô đập lộn luôn cho vui. Sau khi an toàn, cô gái giới thiệu tên mình là Kokonoja, đến từ Oero. Do bị mất tiền lộ phí nên là cái bụng của cô ấy đang sôi lên ùm ục. Toya đã không giúp thì thôi chứ giúp gái xinh là phải giúp cho tới. Cậu đành mời cô gái này đi ăn một bữa ngon lành. Mà gặp cái bà này là con gái mà ăn dữ ghê luôn á. Kiểu này không biết đủ tiền trả không nữa, rầu ghê vậy á. Sẵn tiện trên đường, ra tham gia cùng nhóm của Toya lên đường đến Kindo. Toya cũng học được một loại thần chú tên là Chiêu Oán giúp cậu ấy lấy được những vật nhỏ nhỏ đến tay mình nhờ quyển sách của Linze đưa cho. Trên đường đi, họ phát hiện lũ quái vật thằn lằn đang tấn công vào đoàn hộ tống. Nhóm của Toya có mặt liền nhanh chóng ra tay tiêu diệt đi rất nhiều tên quái vật nhưng mà chúng đã liên tục xuất hiện ngay một đông đảo. Sau khi xác định tên áo choàng đen đang triệu hồi lũ quái vật, lúc này Toya liền dùng phép thuật khiến hắn ngất đi giúp cho Zoe tóm gọn hắn ta. Sau vụ tấn công, có một người đàn ông đang bị thương nặng thoi thóp. Bằng khả năng được búp bẩn của mình thì Toya lấy mũi tên ra khỏi người đàn ông ấy và sử dụng thuật trị thương giúp ông ta hồi phục hoàn toàn. Nhóm của Toya biết được ông ấy là quản gia của công tước Olinda và cô tiểu thư Susie Ernie, con gái của công tước đang đi về Kindo thì bị tấn công. Đang đứng lớn ngớ thì Toya phát hiện ra những người bạn của cậu đã quỳ xuống hành lễ. Vì gia đình công tước là danh hiệu cao quý nhất trong hoàng tộc và công tước Olinda là em trai của nhà vua. Dù là ông này bà nọ nhưng mà cô tiểu thư Susie vẫn vui vẻ bỏ qua cho Toya vì cậu ấy chính là ân nhân của cô bé. Ông quản gia cũng đề nghị nhóm của cậu hộ tống họ về lại Kinh Đô và nói là sẽ trả công hậu hĩnh. Mọi người đều vui vẻ đồng ý vì đằng nào họ cũng đang giao thư đến đó. Tại Alfred Kinh Đô của Vương quốc Belfast, công tước Olinda rất vui mừng vì cô con gái thoát chết trở về. Ông cũng cúi đầu cảm ơn Toya vì đã giải cứu cho cô con gái yêu quý của ông ấy.
Trong bữa ăn, cậu cũng biết được mẹ của Sue đang gặp phải một căn bệnh khiến mắt bà ấy không thể nhìn thấy được. Ba cô gái trong nhóm nghe tới đây liền chỉ thẳng vào người của thằng Toya này. Cậu cũng thử sức chữa trị thành công giúp cho bà ấy khỏi bệnh. Tụi bay lành quá à, từ từ để tao ra tay thể hiện cho. Để cảm ơn họ, công tước Orinde đã tặng cho nhóm của Toya số tiền tận 40 đồng bạch kim, mà mỗi đồng bạch kim có giá bằng 10 đồng tiền vàng. Ông ấy còn đưa cho nhóm của cậu 4 huân chương gia tộc Orinde giúp cho họ vượt qua được mọi trạm kiểm soát và sử dụng các dịch vụ đẳng cấp quý sở tộc ở bất cứ đâu. À, nó như là cái thẻ VIP vậy á. Sau khi giao xong lá thư thì Jae quyết định trao thân cho Toya. À nhầm, quyết định đi theo nhóm của Toya quay về hội quán vì cô ấy thấy cậu đẹp trai lại còn mạnh nữa. Đó, cứ đẹp trai là gái nó tự tìm tới à, nên các bạn viewer của AL ráng ráng đẹp trai đi nha. Tập 3. À, mà trước khi vô tập 3 thì mọi người cho anh nói cái là do giọng anh mới ngủ dậy nó hơi bị khàn khàn, nghe nó hơi thấp thấp một tí, mọi người nghe đỡ nha. Quay lại phim nè. Mấy cái bà mắm trong nhóm của Toya quyết định là trước khi rời khỏi kinh đô thì họ phải đi shopping cho bằng được. Trên đường đi, họ đã giúp đỡ cô bé Arma thuộc tộc người thú tìm lại chị của mình. Quá không hổ danh là chị Google, cái gì cũng tìm ra. Sau khi mua sắm xong xuôi thì cả bọn ghé qua hội quán ở kinh đô để nhận nhiệm vụ. Tại đó cả bọn vô cùng ngạc nhiên khi ở đây có rất nhiều các nhiệm vụ khác nhau. Sau khi Toya chốt đơn một nhiệm vụ thì cả đám lên đường bắt tay vào việc. Mấy cái bà mắm này thấy vậy chứ bá đạo lắm á. Gì chứ đánh lộn với quái vật là tới công chuyện với mấy bả liền à. Rước thằng nhỏ chạy xúc dép luôn à. Tên quái vật bị cả đám tẩn trong một trận, người đấm người chém khiến nó tả tơi. Nó vậy còn gặp cho nội Toya được búp bẩn nữa thì chỉ có cái chết thôi chứ sống gì nổi nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Toya dùng phép thuật quét tìm kiếm đồ vật xung quanh thì phát hiện một vật bí ẩn dưới hầm đất gần đó. Linze dùng chiêu hỗ trợ phá banh đóng đổ nát giúp cho cả bọn tìm được lối vào. Đó là một hầm ngục tối tăm và ẩm ướt dẫn sâu xuống dưới lòng đất gọi là hầm ngục không sáng. Khi tiến vào trong, họ phát hiện vô số văn tự cổ trên vách đá. Chứ không thể đọc chúng nên là Toya liền móc con 13 Pro Max ra chụp lại. Các cô gái đi chung với cậu cũng đã quen với công cụ phép thuật tên là điện thoại này rồi. Chứ hỏi hoài là ổng không biết giải thích sao luôn á. Tiếp đó, Linze phát hiện ra một hòn đá có phép thuật đất. Nếu nhận được phép thuật tương ứng, nó sẽ kích hoạt một cơ chế nào đó. Do không có ai tương thích với nó ngoài cho nội được búp bẩn nên là cả bọn liền nhường lại sân khấu cho cậu ấy. Mà chưa hết, mấy cái bà con gái né xa xa ra cho an toàn cái. Lỡ gặp mấy cái bẫy chắc là đi gặp ông bà sớm quá. Sau khi Toya kích hoạt thổ thuật vào viên đá thì một lối đi bí mật xuất hiện đưa cả nhóm vào trong. Tại đó, đồ vật bí ẩn bám đầy bụi hút hết ánh sáng từ phép thuật của Linze. Khi viên ngọc đủ sức mạnh, nó đã triệu hồi một con quái vật sống dậy. Nhận thấy tình hình nguy hiểm nên là Toya đã dùng thuật khai môn mở cổng dịch chuyển đưa cả đám thoát ra ngoài, nhưng mà con quái vật vẫn lao đến tấn công thẳng vào nhóm của cậu ấy. Những đòn tấn công phép thuật từ Linze đã bị con quái vật hấp thụ hoàn toàn. Sức mạnh thể chất của Eze và Jae thì không thể xuyên qua lớp vỏ cứng chắc của nó, điều này khiến tình thế vô cùng nguy hiểm. Sau khi trị thương cho Eze thì Toya đã phát hiện ra sức mạnh thật sự của con quái vật hung tợn này đến từ viên ngọc phía trong cơ thể nó. Bằng trí thông minh của mình, cậu sử dụng thuật chi hoán, thành công lấy được viên ngọc từ người con quái vật. Tiếp đó, Eze dùng cú đấm uy lực phá hủy được viên ngọc kết liễu con quái vật hoàn toàn. Khi quay về kinh đô, Toya đem những bức ảnh chụp được đến cho công tước Olinde xem qua. Khi nhìn những bức ảnh thì ông ấy cho rằng nó có thể liên quan đến việc dời đô xảy ra hơn 1000 năm trước. Công tước Olinde dặn Toya quay về vẽ lại số văn tự cổ để ông cử người đi điều tra. Khi về lữ quán, cậu học sinh bá đạo này dùng phép vẽ ra toàn bộ những bức ảnh và dịch chuyển bằng khai môn đến nhà công tước Olinde. Đúng lúc đó, ông ấy gặp được Toya và nói cho cậu về việc anh trai của công tước là đức vua bị đầu độc. Hiện tại tình hình sức khỏe của đức vua đang rất nguy kịch. Tập 4. Khi Toya tiến vào cung điện thì đã chạm mặt với lão bá tước Bosa. Ông ta cho rằng hung thủ đầu độc đức vua chính là đại sứ của Miromiso. Nhưng mà việc cấp bách hiện tại của công tước Olinde chính là đưa Toya vào trong chữa trị cho anh trai của ông ấy. Bằng phép thuật bá đạo với khả năng được búp như là hoa đà tái thế, Toya sử dụng vô định thuật cứu đức vua khỏe lại ngay lập tức. Công chúa Jumina cũng thấy phái phái ông rồi. Đã vậy thêm cái bà Charlotte pháp sư triều đình cũng đòi Toya dạy kèm cho bà nữa chứ. Hay, đúng là thanh niên may mắn đây mà. Tướng quân cho rằng việc đức vua trúng độc sau khi uống rượu của đại sứ Miromiso nên mời cô ấy đến. Toya ngạc nhiên khi cô gái ấy là chị của Ama. Cô bé người thú bị lạc cậu đã giúp cho cô bé. Cậu nghĩ rằng chị ấy không phải là kẻ đã hạ độc nên bèn đứng ra điều tra. Với khả năng điều tra của Conan và 72 phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh thì Toya nhanh chóng xác định được hung thủ chính là tên bá tước Bonsa. Cô dựng lại hiện trường với chai rượu không có độc nhưng mà tên bá tước đã sợ xanh mặt khi uống cạn ly rượu của đức vua. Toya nói rằng cậu đã sớm loại bỏ chất độc trong ly của đức vua. Cuối cùng tên Bonsa cũng đã bị tóm gọn. Công chúa Jumina thấy Toya đẹp trai lại còn có cái tài nên là cô đã ngỏ lời đòi cưới bằng được cậu ấy. Trời ơi, bà nhỏ mới có 12 tuổi thôi mà muốn có chồng rồi. Dù là cành vàng lá ngọc như công chúa thì Toya vẫn từ chối khéo vì cậu còn quá nhỏ cho chuyện hạ chồng này. Nhưng đức vua vẫn tạo điều kiện cho cậu thêm 2 năm nữa để tìm hiểu Jumina. Nếu tới đó Toya vẫn từ chối thì ông ấy sẽ không ép nữa.
Thượng đế cũng điện thoại đến chúc mừng đám cưới của cậu. Trời ơi, thằng nhỏ mới 16 tuổi mà ổng còn xúi cưới thêm vợ, vì ở thế giới này cưới nhiều vợ là bình thường. À, có ai biết thế giới này ở đâu không? Để tôi qua sống cái coi. Rồi, thêm một bà nhỏ nữa gia nhập vào nhóm của Toya. Không biết bà nhỏ này làm được gì không đây? Nhưng bất ngờ thay, Jumina là người được học phép thuật triệu hồi ma thú từ nhỏ và khả năng chiến đấu linh hoạt. Có thể nói cô ấy là một thành viên công thủ toàn diện trong nhóm của Toya. Cô công chúa nhỏ này tuy ít tuổi nhưng mà sức mạnh thể chất và phép thuật đều không hề thua kém những người đàn chị trong nhóm. Rất nhanh, tên vua khỉ trong nhiệm vụ lần này đã bị hạ gục. Khi hoàn thành nhiệm vụ, Toya đã được Jumina dạy cho phép thuật triệu hồi. Gặp cha nội này được bóp bẩn nên là triệu hồi nguyên một con thần thú chứ không phải là ma thú của bắp. Nó là bạch đế thần thú, huyền thoại trong hình dáng một con bạch hổ cực ngầu vuốt 502 đeo khuyên tai. Trong lúc ký khế ước với Toya, bạch đế thấy được sức mạnh khủng khiếp từ Toya khiến nó lăn đùng ra xỉu. Sau khi tỉnh dậy, bạch đế liền cúi đầu nhận Toya làm chủ nhân. Cậu đặt tên cho nó là Kohaku. Nhưng mà việc dắt con cọp bự chập bá như vậy đi lông nhông ngoài đường thì hơi phiền nên là Kohaku liền hóa thành một bé mèo siêu đáng yêu để ngụy trang. Cái này là đúng với câu hổ không gầm thì tưởng mèo con nè. Đó đó, người ta là thần thú mà giờ bị mấy cái bà mắm xem như là thú cưng ôm qua ôm lại vậy nè, coi tức không? Tập 5. Có biết bao nhiêu cái nhiệm vụ mà cha nội Toya cứ phải nhắm đến lũ quái nhầy. Mấy bà mắm nghe thì đã thấy sợ rồi. Đã vậy mấy con quái nhầy xanh còn làm rách quần áo nữa chứ. Mà thật ra mấy bà rách quần áo vậy là cái thứ mà ổng muốn á. Chứ mấy con quái nhầy xưa giờ nó có làm hại ai bao giờ đâu. Cả nhóm nhanh chóng tiến vào trong tòa lâu đài nơi được cho là chỗ sản xuất lũ quái nhầy. Tại đó, Lisa phát hiện cuốn sổ tay nghiên cứu về quái nhầy vẫn còn nguyên vẹn nên là đã mang nó lên tầng trên. Tại đó, đám con gái bị lũ quái nhầy làm cho tan chảy quần áo đúng như tính toán của Toya. Thấy hiền hiền vị trí cha nội này cũng ghê lắm mà nha. Sau cùng, cả bọn tìm đến được phòng nghiên cứu tạo ra lũ quái nhầy. Khi biết được sự thật về lũ quái nhầy này được tạo ra cho mục đích đen tối thì Toya ngậm ngùi đốt sạch chúng. Lúc về nhà, Lisa cũng đọc được phép thuật cổ do mắt kính của cậu học sinh làm ra. Cô ấy bắt đầu học thi triển phép thuật bóng nước nhưng mà sau nhiều lần không thành công đã ngất đi. Trong một lần Linza sắp cạn năng lượng thì Toya đã cầm tay truyền sức mạnh cho cô ấy. Khả năng này cậu học được từ Charlotte Pháp Sư Triều Đình. Cuối cùng dưới sự giúp sức của Toya thì cô ấy đã thành công tạo được một bóng nước phát nổ với uy lực hùng mạnh. Trong lần đối đầu với quái vật khi làm nhiệm vụ thì vô tình găng tay của chị Elza đã bị nứt ra. Toya đành phải dịch chuyển cùng cô ấy đến kinh thành để mua lại đôi găng mới, sẵn tiện mua tặng cho cô ấy một bộ đồ kiểu dễ thương như mì. Ai mà ngờ cái bà mắm có sức mạnh của đàn ông mặc đẹp quá nên là mấy bà nhỏ kia cũng đòi mua cho bằng được. Hên là có một bức thư từ triều đình được gửi tới, không là Toya phải tốn tiền nữa rồi. Bức thư với nội dung là phong quý tộc cho Toya vì đã cứu đức vua thoát chết. Jumina rất vui mừng khi mà cô có thể cùng chồng mình quay về thăm nhà. Tập 6. Dù được phong quý tộc nhưng mà Toya quyết định không nhận chức danh này để đền ơn cứu mạng cha vợ của cậu đã tặng cho con rể tương lai nguyên một căn biệt thự view ngoại ô. Vì chứ sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà ngoại mà. Dù là nhà riêng của Toya và cô vợ chưa cưới của ổng nhưng mà ba cô vợ lớn kia cũng được cậu cho phép ở cùng. Đã vậy ổng còn nói là yêu quý mỗi người như nhau khiến mấy bà nghe khoái khoái đỏ cả mặt. Bà nhỏ Jumina cũng dễ tính nên là sẵn sàng chấp nhận. Rồi, ai biểu nói yêu một lần bốn người chi giờ mấy bà đi bàn bạc chia sao cho đều hay sao á. Không những được nhà đẹp mà đức vua còn chu đáo cử ông Flam đến làm quản gia lo việc nhà giúp cho con rể. Ông ấy cũng là người từng làm quản gia cho nhà vua trước đây. Điều này cho thấy là đứa con rể này quan trọng với đức vua như thế nào. Công tước Olida đến thăm Toya cùng cô con gái Sue của ổng. Trong cuộc trò chuyện, công tước đã nhờ Toya đi đến Mishimida để tạo cổng dịch chuyển cho hai đức vua của hai nước gặp nhau an toàn. Toya cũng sẵn sàng vì cậu chỉ có thể dùng dịch chuyển đến những nơi từng đến. Rất nhanh, đoàn hộ tống Belfast và Mishimida đã sẵn sàng hộ tống nhóm của Toya. Dẫn đầu quân đội của đức vua là Fleon trực thuộc quân đội tiên phong của Belfast dẫn đường. Trên đường đi, nhóm của Toya gặp phải 28 tên cướp bao vây. Đụng ai không đụng, đụng nhầm vua cha nội được thượng đế bảo kê là tới công chuyện liền. Với vài động tác phép thuật đơn giản kết hợp với con 13 Pro Max thì chúng đã bị cậu tóm gọn. Tới đến trong lúc dừng chân tại khu rừng thì cả nhóm phát hiện một con rồng đang hướng đến làng S. Trong nháy mắt nó đã thiêu đốt gần như toàn bộ ngôi làng. Toya đã thành công dụ nó đuổi theo khỏi thị trấn. Khi đã vào địa hình chống trải thì anh chàng số hưởng này liền tung toàn bộ sức mạnh. Đòn phép thuật chiêu thường bắn thẳng vào mục tiêu khiến cho con rồng gục ngã. Linze nhân cơ hội này cắt đứt đôi cánh của nó. Mấy cô vợ của Toya cũng nhanh chóng lao ra đập cho nó một trận nhưng mà lớp da cứng chắc khiến họ vô cùng khó khăn. Trong lúc bất cẩn, Toya xém bị tấn công nhưng một người nào đó đã giải nguy cho cậu thoát khỏi nguy hiểm. Sau cùng, Linze tạo ra một khối băng lớn để Toya biến hình nó thành một thấu kính hội tụ. Đòn chiêu thương cực mạnh được gom lại thông qua thấu kính dễ dàng xuyên qua lớp vảy cứng chắc tiêu diệt được con rồng mồm mép hoàn toàn. Bất ngờ thay, một con rồng khác to lớn xuất hiện. Ông ấy là thần thú Xích Long, người cai quản thánh địa rồng đến để xin lỗi. Bạch đế đứng ra, nói với ông ấy gửi lời nhắn tới thanh đế là hãy bảo bà ấy quản cái lũ nhóc con kỹ hơn, đừng để chúng ra ngoài gây chuyện nữa. Xích Long nghe bạch đế lên tiếng cũng rất nể phục, đành cúi đầu xin lỗi một cách chân thành rồi bay đi. Thị trấn này cũng được nhóm của Toya ra sức cứu chữa.
Do mệt quá, ổng nằm thiếp lên người của Jumina ngủ hồi nào không hay. Mấy bà vợ lớn ghen ra mặt nhưng mà đó. Thấy chưa, tuấn gì thua bà nhỏ thì phải chịu thôi chứ nói gì nữa giờ. Tập 7. Danh tiếng của Toya ngày một nổi tiếng hơn sau khi cậu ra tay tiêu diệt một con rồng hùng mạnh. Số tiền kiếm được từ cơ thể con rồng hung ác được cậu quyên góp xây dựng lại thị trấn Ed. Trưởng làng thay mặt mọi người, dân Ed tặng cho Toya một chiếc nanh từ con rồng để cậu có thể làm vũ khí. Sau một thời gian dài đi đường thì Toya đã đến được Berkey, kinh đô của vương quốc Mishimido. Đức vua đứng ra đón tiếp mọi người. Ông ấy khi nghe tin Toya đã hạ được con rồng hung hãn liền mời cậu ra solo thử sức. Gì chứ mấy cái này thì dễ ợt, chưa tới 30 giây Toya đã hạ đức vua của Mishimido một cách dễ dàng. Ông ấy không chịu đổ thừa kia nọ nọ lọ chai, đã vậy còn cấm cậu dùng thần chú té ngã nữa chứ. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Sức mạnh cận chiến của đức vua khiến cho Toya gặp khó khăn. Tiếp đó ông ấy dùng vô định thuật gia tốc tấn công với tốc độ cực nhanh. Tưởng gì chứ mấy cái phép này thì dễ ợt. Toya cũng nhanh chóng học được chiêu gia tốc khiến trận đấu nhanh đến nỗi chẳng ai qua được. Tiếp đó cậu nâng cấp gia tốc kết hợp với thúc tấn khiến tốc độ vượt bậc hơn hẳn nhà vua. Sức mạnh tăng đáng kể giúp cho Toya giành chiến thắng tuyệt đối. Cậu cũng nhận được một sự tôn trọng nhất định từ những người thuộc vương quốc Mishimido. Trong lúc ở cung điện thì một con gấu bông đưa Toya đến gặp Lin, tộc trưởng tiên tộc. Đừng thấy bả vậy mà tưởng bả nhỏ nha mấy ba, bả sống 612 năm rồi á. Do danh tiếng của Xét Long Nhân lừng danh nên là cô ấy đã mời cậu đến gặp mặt. Thời đó Lin đã dùng phép thuật lập trình chú trình tự từ vô định thuật cho Toya học hỏi. Chỉ mới nhìn sơ qua thôi mà cậu ấy còn lập trình tốt hơn cả Lin. Điều này khiến cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Thấy cho nọ này mạnh quá nên là bả mời Toya làm đệ tử của bả, nhưng mà may là cậu đã chuồn ra khỏi đó kịp lúc. Sau đó Toya áp dụng những gì học được từ tộc trưởng tiên tộc Lin, chế tạo vũ khí từ nanh rồng và kích hoạt chú trình tự. Khẩu súng lục của cậu ấy giờ bắn hoài không hết đạn nhờ chế độ tự nạp đạn của vô định thuật. Toya cũng tạo cho Jumina và Linze mỗi người một cây súng để bắn rồi chơi đỡ buồn á mà. Trong lần đi trên phố, Toya và Kohaku phát hiện ra hai kẻ lạ mặt bám theo họ. Nhưng với sức mạnh của mình thì cậu đã nhanh chóng truy đuổi bắt sống chúng bằng súng bắn đạn cao su. Qua trò chuyện, Toya biết được họ là người của nhà vua cử theo nhằm âm thầm bảo vệ công chúa Jumina. Con dao nhặt được trong trận chiến với rồng là do cô gái này ra tay cứu giúp Toya một mạng. Sau khi để họ tiếp tục làm nhiệm vụ thì cậu vẫn giữ kín chuyện vừa rồi với công chúa Jumina. Sáng hôm sau, cánh cổng dịch chuyển khai môn được Toya triệu hồi giúp đức vua của hai nước gặp gỡ an toàn. Clint cũng rất nóng lòng muốn giúp Belfast để thăm Toya. Bả dự định là sẽ nhờ đệ tử của mình là Charlotte giúp đỡ. Tập 8. Sáng hôm sau, khi mà Toya định đi tắm một cái cho mát thì gặp bốn bà vợ đang thay đồ. Rồi, tới công chuyện luôn. Bắt ổng quỳ gối xin lỗi mới chịu á. Đã vậy mà cái tật mê gái của Toya không chừa và không có thái độ ăn năn sám hối nên là bị chửi sùm. Cái nhà này mà sống yên ổn được thì cũng hay lắm mà nha. Lần này Toya quyết định là sáng chế ra thứ gọi là xe đạp. Lạ ghê chưa, ở cái thời này mà nó còn ngầu nhất xóm rồi. Đó, tập xe mà té âm vậy là dở rồi, chứ xưa là tôi lọt mương luôn á. Mà không, tạo ra thì thôi, chứ tạo ra là mấy bà vợ của công tước Olinda đua xe với nhau mới ghê á. Trong lúc đi mua vật liệu để đổ thêm một mớ xe đạp cho mấy con vợ khỏi giành nhau thì Toya phát hiện một cậu bé móc túi bị lưu manh tấn công. Máu anh hùng của cậu thì khỏi bàn nữa, tặng mỗi đứa một viên đạn cao su liền. Qua trò chuyện, Toya biết được thật ra cậu bé chính là con gái. Cô bé tên là Vrena, do bố mẹ cô ấy đã mất trong lần đụng độ với quái vật vào năm trước nên là cô bé phải đi móc túi kiếm sống. Cậu cũng ngỏ lời mời Vrena về làm giúp việc cho mình với điều kiện là cô ấy hứa không được móc túi nữa. Rồi, giúp cho cô bé Vrena nên là quên cả việc mua vật liệu tạo xe đạp. Cậu cùng Sue và Jumina ra phố để đi mua thì phát hiện Ama đang đi tìm chị của mình. Họ còn vô tình gặp thêm chị Ora đang hẹn hò cùng với Leon. Thế vậy chứ ổng trong quân đội mà nhát gái quá, nắm tay còn không dám nữa. Cả đám đang theo rình thì gặp thêm cái ông vua của nước Mishimido đang vi hành nên là nhập bọn luôn. Trong lúc cặp đôi đang tình cảm thì một đám côn đồ tấn công người dân gần đó. Leon thấy nhát gái vậy chứ mấy cái thằng quậy phá này là ổng lo được. Nhưng mà Toya và quốc vương của Mishimido không thể khoanh tay đứng nhìn nên là yểm trợ. Mặc dù đeo mặt nạ vậy rồi vẫn bị Leon nhận ra, tại vì có ai trời nắng mà đi mặc cái áo choàng về đâu cha. Quốc vương thấy vậy liền gia tốc chạy mất. Toya đang tính dồn theo thì bị vịnh lại. Mà cũng hên là cậu ấy đã kích động Leon thành công giúp ông ấy thành công thổ lộ tình cảm của mình. Oga cũng đã nhận lời tỏ tình khiến ai nấy đều mừng cho họ. Khi về đến nhà thì Toya đã gặp lại Lin và Charlotte. Bà trưởng tiên tộc này nói với Toya về việc một khe nứt trên bầu trời xuất hiện tại một ngôi làng phía đông thiêu cháy đi tất cả mọi thứ suốt nhiều ngày liền. Lũ quỷ văn tự được tương truyền là kẻ phá hủy thế giới cũng xuất hiện. Con quái vật pha lê khi trước cũng có thể là một con quái vật văn tự. Trong lần gặp mặt này, Lin cũng chỉ cho Toya biết về thuật hồi chú giúp khai môn có thể dịch chuyển thẳng đến nơi trong ký ức của ai đó. Địa điểm này chính là quê hương của Zaya. Sau khi Toya sử dụng vô định thuật thì cậu bọn được dịch chuyển thẳng đến khu rừng phía đông Isir. Tập 9. Trưởng tiên tộc quyết định cùng nhóm của Toya sẽ đi tìm tàn tích Niruja, nhưng mà không có ai biết đến nó cả. Zaya nói rằng rất có thể cha cô sẽ biết thông tin gì về nó. Thế là cả bọn kéo nhau đến thẳng thị trấn Oero, quê hương của Zaya để tìm thông tin.
Khi đến nhà Zae thì cô mới biết cha cô và lãnh chúa Izasu đang trên chiến trường chiến đấu với tộc Takeda. Cha và anh trai của Zae đang rơi vào thế nguy hiểm nên là Toya và trưởng tiên tộc quyết tâm giúp họ trở về an toàn. Anh trai Jutaro của Zae đang rất chật vật khi mà lũ xâm lược không hề chết. Có thông tin cho rằng chúng chỉ dừng lại khi mặt nạ bị phá hủy. May mắn thay, Toya đã mở được cổng dịch chuyển vào thẳng pháo đài, cậu ấy cũng đã ra tay giúp cho những người lính bị thương bằng phép thuật của mình. Flynn biết được đội quân của Takeda đang sử dụng cổ vật. Rồi, cổ vật hay cái gì thì không biết chứ đụng chạm vô cha nội Toya này thì chỉ có thất bại thảm hại mà thôi. Cậu ấy chỉ bấm vài cái trên cái điện thoại là đòn chiêu thương khiến cả đội quân vài trăm tên gục ngã chưa đầy một giây. Mạnh vậy ai chơi cha? Lãnh chúa Izasu cũng đã cúi đầu cảm ơn nhóm của Toya không ngớt, đã vậy còn nghe bà nhỏ Jumina nói ổng là bậc quân vương tương lai của Belfast thì càng kinh ngạc hơn nữa. Ủa alo, mấy bà lớn thì đằng đằng sát khí ngang ra mặt hả nha. Theo thông tin mà lãnh chúa Izasu có được thì lãnh chúa Shingen đã qua đời cách đây không lâu. Tên quân sư xấu xa của Takeda là Kasuke đã lên ngôi lãnh đạo đội quân Thay Ma xâm chiếm khắp nơi. Nhưng mà tên quân sư hiện đang ẩn nấp vô cùng kín đáo, khó lòng phát hiện được. Ngay lúc đó có một cô gái tên là Tsubaki, một trong tứ trụ tướng của Takeda đã xuất hiện. Cô ấy sẽ dẫn mọi người đi đến hang ổ của tên Kasuke để tiêu diệt hắn ta. Bằng thuật hồi chú của mình, Toya đã mở cổng dịch chuyển thẳng đến nhà, lao vào với sự hỗ trợ tàng hình của Lin giúp họ thành công giải thoát cho các tứ trụ tướng của Takeda. Sau khi phá hủy phong ấn cấm phép thuật của tên tướng quân Kasuke, anh chàng số hưởng tung đòn chiêu thương lên khu vực doanh trại của hắn, tiêu diệt đi tất cả những tên sát sống đeo mặt nạ để dọn dẹp chúng. Toya cùng tứ trụ tướng của Takeda và Lin tiến thẳng đến căn cứ của Kasuke. Nhưng mà hắn đã sớm chuẩn bị đưa xác của lãnh chúa Shingen ra ứng chiến khiến cho các tướng lĩnh không thể ra tay được. Mà Toya thì không nể mặt ai hết nên là một viên đạn đã phá vỡ chiếc mặt nạ điều khiển xe máy. Tên quân sư tiếp tục khoe khoang về việc viên ngọc bất tử giúp hắn ta không thể chết thì liền bị anh chàng búp bẩn dùng chiêu hoán cướp lấy viên ngọc. Sau khi phá hủy nó, tên quân sư cũng tan thành cho bụi. Nói rồi, đụng ai đụng với đụng cha này là tới công chuyện à. Và nhóm của cậu ấy cũng đã chia tay với gia đình của Jae sau khi biết được tàn tích Neuroza đang nằm dưới đáy đại dương. Thế là cậu đưa mấy cô vợ của mình dịch chuyển thẳng đến bãi biển. Tập 10. Rồi, thấy bãi biển đẹp quá nên là Toya liền lôi nguyên cả cái cung đình anh chị em vợ tới. Mấy bà người hầu quản gia này kia cũng được lôi đầu đi theo. Nó đi tìm tàn tích mà mấy bà vợ của Toya tưởng đi du lịch nên là kéo nhau ra tắm biển. Nói tới tắm biển là tôi sợ bị bản quyền hình ảnh 18 cộng với ta. Ông vua với mấy cái ông công tước thì bơi đua với nhau. Cuối cùng chỉ có Toya, Flynn cùng Kohaku và Para cùng tìm kiếm tàn tích. Mà cái cha nội Toya bơi vừa thấy cái cổng của tàn tích là uống nước căng bụng rồi, nói chi là tới việc điều tra. Gặp Palin và Charlotte đều không thể nhớ ra thần chú lặn nên là Kohaku gợi ý tìm Hắc Đế, bất thầy trong việc sống dưới nước. Trước khi triệu hồi Hắc Đế thì Kohaku đã dặn dò Toya hãy cẩn thận với họ, vì Hắc Đế là hai thần thú cực kỳ mạnh mẽ, rất khó để thuyết phục. Khi vòng tròn ma thuật được vẽ ra, Toya liền dùng thuật triệu hồi kết hợp với sức mạnh của Bạch Đế thành công triệu hồi được hai thần thú hùng mạnh. Con rắn và con rùa khổng lồ đã khinh thường Bạch Đế vì nhận một con người làm chủ nhân. Vừa dứt câu thì Toya dùng thuật thức khiến cho chúng té lăn lê bò càn. Xong rồi đợi đến khi nào đồng ý nhận cậu ấy làm chủ nhân thì mới dừng lại. Đó, khi con mắt quay mong mong thì mới chịu thua và nhận Toya làm chủ nhân. Nhận sớm là phải khỏe hơn không? Cô đặt tên cho họ là Kokuyo là con rùa và Sango là con rắn. Mà trước tiên phải biến hình thành nhỏ nhắn đáng yêu trước cái đã. Thế là anh chàng số hưởng đã có thêm một thần thú hùng mạnh vào đội. Thần thú này là gồm hai người nha mấy bạn. Sau khi bơi chán trường cùng mấy con ghẹ thì Toya cũng đi thẳng xuống tàn tích Neuroza dưới sự giúp sức từ Hắc Đế Sango và Kokuyo. Cậu sẽ đi kiểm tra trước đảm bảo an toàn cho mọi người. Sau khi kích hoạt phép thuật vào những hòn đá phong ấn thì Toya và Hắc Đế bị dịch chuyển đến thẳng đến khu vườn trên không Papillon. Tại đó cậu gặp được cô gái tên là Francesca, hiện đang là người chăm sóc khu vườn này. Tập 11. Để ý kỹ lại thì Toya phát hoảng khi mà Casca chỉ mặc có nửa cái váy. Điều này khiến cậu trai Tân hết sức bối rối à. Sau khi quan sát khu vườn thì cậu đã biết được từ hơn 5.000 năm trước đã có một vị giáo sư đã tạo ra khu vườn này bằng phép thuật của mình. Casca cũng là một người máy được tạo ra từ phép thuật và một số phần sinh học chứ không hoàn toàn là người máy. Có thể nói cô ấy là một sự kết hợp một dạng sống phép thuật giữa máy móc và con người. Ở khu vườn trên không này thì tất cả mọi thứ đều được duy trì bằng phép thuật. Cỏ cây phía bên trong khu vườn cũng không hề bị héo suốt 5.000 năm qua. Do Toya đã vượt qua được vòng tròn phép thuật của giáo sư tạo ra, cậu giống hệt với giáo sư khi còn sống. Ông ấy cũng là người tương thích với tất cả các yếu tố phép thuật. Casca đã nhận Toya làm chủ nhân mới của mình theo lời dặn từ giáo sư 5.000 năm trước. Lại thêm một cô người máy xinh đẹp vào dàn vợ của Toya, đúng là số hưởng. Toya cũng quay về bằng khai môn đưa cả nhóm đến khu vườn trên không Babylon. Tại đây bà mắm Casca nói Toya là chồng của bà khiến mấy cô vợ ghen lên tới nóc, rồi lại bị bắt quỳ gối và chửi cho một tăng mà cái tật mê gái có chừa đâu, nó ăn vào máu rồi hay sao á, giống tôi. Trong lúc bốn bà vợ lớn đi dạo xung quanh khu vườn thì công chúa Jumina nói với đàn chị của mình về việc cô ấy sẽ chia sẻ để cả bốn người đều được ở cạnh Toya.
Đó, nghe tới có chồng là cha nội kia thì mấy bả khoái khoái chảy nước miếng hết chỗ à, chói làm sao được. Trong cuộc trò chuyện cùng Keska, Toya và Lin đã biết được ngoài khu vườn trên không ra thì giáo sư Gagwina Babylon đã tạo ra đến tận 9 hòn đảo bay lơ lửng suốt 5.000 năm qua. Chúng được bảo vệ bởi rào chắn ma thuật nên là không thể nhìn thấy được từ dưới đất. Tiếp đó Keska làm thủ tục đăng ký cho Toya làm chủ vườn Babylon. Bả mạnh dạn hôn thằng nhỏ trước mặt cả đám vợ khiến cho công chúa nổi cơn ghen lên tính đập cho một trận. Người ta chỉ thu thập ADN thôi làm gì mà căng vậy mấy má. Linzer cũng lấy hết can đảm tỏ tình với Toya và cưỡng hôn cậu ấy thêm một lần. Điều này khiến mấy bà khác tức sôi máu. Rất cái số đẹp trai nên là khổ lắm. Tập 2. Tiếp tục là thêm một cô vợ nữa được Toya dắt về nhà. Đó, người máy mà cha nội đó còn không tha nữa mà. Khi về phòng thì bà nhỏ Zumina xả hết tức giận lên đầu trong mình. Mấy bà kia hôn đã quá mà bà nhỏ chưa được hôn nên là đòi cho bằng được. Để chiều lòng vợ mình, Toya cũng đành chấp nhận số phận thương đau. Nhìn mà chỉ biết ước thôi. Hôn xong rồi, bà nhỏ Zumina gài Toya vô thế nói ra hết tình cảm của mình với Linzer. Lần đầu tiên nghe được tình cảm của Fred khiến cho cô ấy khóc nấc lên vì hạnh phúc. Thêm một bà nữa đòi công khai làm cô dâu của Toya, thế là cậu đã danh chính ngôn thuận có trong danh sách hai cô vợ. Lâu lâu Toya mới có một ngày ngủ nướng thì lại bị cái bà chị Linzer lôi đầu dậy. Jae và Elze đã sẵn sàng quyết đấu với Toya một trận để yêu cầu ổng chấp nhận một yêu cầu khó nói. Dù gì thì cũng chắc cố với khả năng của mình nên là anh chàng số hưởng liền đồng ý. Trận đấu diễn ra một chiều nghiêng về phía Toya, mặc dù cậu chấp cả hai cô gái tài năng này nhưng mà bản chất mềm yếu của cậu lại được hai bà vợ này khai thác. Túi đạn của Toya đã bị phá hủy trước đó khiến chúng không thể tự động nạp lại vì nằm ngoài phạm vi. Tưởng đâu yêu cầu gì ghê gớm, ai dè hai bà này cũng đòi làm cô dâu của Toya luôn. Zumina và Linzer cũng có mặt vì trước đó cả đám đã bàn tính đến chuyện cùng sống chung với anh chàng số hưởng này. Nhưng do mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên là Toya cần thời gian suy nghĩ. Trong lúc buồn lòng thì Keska đã đưa cậu ấy xem một bản ghi âm của giáo sư Regina Papillon. Do biết trước được tương lai của 5.000 năm sau nên là tất cả câu hỏi và câu trả lời của giáo sư đã được ghi lại chuẩn xác. Cứ như là Toya đang có một cuộc gặp gỡ trực tiếp với cô giáo sư xinh đẹp này. Dù biết trước tương lai nhưng mà bà ấy không nói cho cậu biết vì bí mật sẽ khiến cho Toya trải qua những cảm xúc tuyệt vời. Lần này Toya quyết định là dịch chuyển đến hỏi thượng đế cách giải quyết mấy bà vợ. Nghe dòng ổng cũng chẳng biết làm sao nên là mời thần tình yêu đến giải quyết. Gặp bà này chuyên đi gài kèo người khác cho họ yêu nhau. Mà trường hợp của Toya thì bà cũng theo dõi suốt thời gian qua nên là khuyên cậu hãy cứ nghe theo lời trái tim của mình đi. Khi quay về nhà, Toya đã nhờ cô Haku gọi hết bốn bà vợ ra để họp mặt. Ổng nói là sẽ không kết hôn khiến cho bốn bà nhào nhào lên y như là cái chợ. Mà ý chính của Toya chính là chưa phải bây giờ thôi nhưng mà sẽ cưới bốn người vào lúc thích hợp nhất. Rồi, bà Elze chuẩn bị được hôn một cái từ người chồng chưa cưới này mà do hồi hộp quá. Nên là bà nổi máu đàn ông lên đấm cho ổng một cái cú chơi dán khiến ổng xỉu ngay tại chỗ luôn. Trưởng tiên tộc Green cũng thấy được rằng tương lai của Toya không nằm ở bốn bà vợ đâu mọi người ơi. Nó cưới đến tận chín bà lận. Không biết rằng cuộc hành trình của anh chàng số hưởng cùng với chín cô vợ sẽ diễn ra như thế nào ha. Tụi mình thì cũng chẳng biết nữa vì bộ phim đến đây là hết rồi. Season mới thì tụi mình cũng chưa biết thông tin gì từ nhà sản xuất hết nên là chẳng biết bao giờ sẽ ra tiếp. Thôi thì chúng ta sẽ quay qua phim khác nha. Mong là sẽ sớm thôi chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi Toya và những bà vợ của cha nội này. Thôi thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video series khác. Bye bye. Tập 1. Toya và mấy cô vợ tiếp tục đi làm nhiệm vụ của hội mạo hiểm. Lần này mục tiêu của họ là hai tên Golem minh đồng da sắt đau thương bất nhập. Thấy chúng khó xơi quá nên là Toya liền dùng phép dịch chuyển thả rơi chúng ở độ cao 10.000m. Nhưng khi cả bọn đến xem thì có vẻ không hề ăn thua với hai tên này. Đến nước này mấy cô vợ bá đạo của anh chàng số hưởng đành phải ra tay. Liền sử dụng thủy ma pháp tạo bọt nước phá hủy lớp vỏ ngoài cơ thể của con Golem, tạo cơ hội cho chị của mình là El lao đến cường hóa da tóc phá hủy phần lõi bên trong mới tiêu diệt được nó đấy chứ. Con còn lại cũng nhanh chóng bị Zumina dùng pháo sấm sét kết liễu trong nháy mắt. Và cả bọn đã hoàn thành phần ủy thác của hội mạo hiểm. Toya và mấy cô vợ cùng được thăng hạng lên mạo hiểm giả bậc đỏ. Chỉ có mỗi Zumina là còn ở bậc xanh. Giờ thì tổ đội của Toya thuộc top những mạo hiểm giả hàng đầu luôn rồi. Nghe cô bé Rene nhắc tới Sekka thì Toya mới sực nhớ là quên rước bả về. Dù là người máy nhưng mà Sekka vẫn có thể biểu hiện được cảm xúc giống hệt với con người. Nhìn mặt là biết giận chồng rồi chứ gì nữa. Gặp ngay nhỏ người máy này thuộc tiếp người là Tà Ram nên là kêu Toya tặng bả cái pansu khiêu gợi theo kiểu ổng thích thì mới hết giận. May mà giáo sư Klein ngồi kế bên can ngăn mọi chuyện mới êm xuôi. Sau đó cậu nhận được điện thoại từ thượng đế nên là ghé lên trời gặp ổng ngồi uống trà đàm đạo một tí rồi đi đến cung điện cùng công chúa Zumina thăm song thân bên vợ. Nhà vua và hoàng hậu thấy đứa con rể đến vui ra mặt. Ông già vợ nghe Toya định cưới một lúc bốn cô vợ thì khen kiểu đúng là con trai của ta. Ổng còn xúi cậu là mau có con để ổng có cháu bế nữa, nhưng mà công chúa đã kịp tốc biến đến ngăn phụ vương của mình lại. Làm vậy thôi chứ nhìn mặt là biết đã nghiện mà còn ngại rồi.
Hoàng hậu cũng dặn dò con rể đôi điều vì nếu cậu trở thành hôn phu của công chúa thì sẽ có rất nhiều người xem Toya là cái gai trong mắt. Vì thế, để xứng danh làm phò, mã, thì cậu phải trở thành người xuất chúng cho mọi người nể phục trước đã. Nghĩ về lời nói của má vợ, Toya quyết định là bắt tay vào xây dựng đất nước. Qua tìm hiểu, cậu nhận ra thị trấn mình đang ở tình hình kinh doanh ế ẩm. Do ở gần đây không có karaoke Tây Vịnh hay là net gaming gì cả nên là không có khách du lịch đến nhiều. Toya lấy điện thoại ra hỏi ChatGPT xong thì liền xây ngay một nhà tắm nước nóng. Ngoài ra, cậu còn bỏ ma thuật vào nước giúp giải độc trị hôi chân palapala cái kiểu. Thế là mới ngày đầu tiên khai trương thì khách đã kéo đến rất nhiều vì ở thế giới này được ngâm mình trong bồn tắm là một điều chỉ dành cho quý gia tộc. Trong lúc tắm, nhỏ người Maeseka nổi cơn lên muốn treo qua nhìn trộm Toya bên phòng tắm nam thì bị điện giật té khói. Thì ra là anh chàng số hưởng đã cài ma pháp tê liệt vào hàng rào trước đó để ngăn tình trạng nhìn trộm. Sẵn đây, ổng cũng hăm dọa mấy cha nội tắm chung biết mà liệu hồn chứ có ngày bị nướng khét củ khoai thì hối hận không kịp. Tập 2. Hôm sau, giáo sư Clean đã triệu tập Toya và mấy bà vợ đến để thông báo về việc khám phá những di tích Babylon còn lại. Nơi họ đang đến chính là sa mạc Krabi, nằm ở phía đông vương quốc Sandora. Đang đi thì Toya thấy được một quái vật Pharase đang đuổi theo một đám người bên dưới sa mạc nên liền ra tay ứng cứu. Cậu dùng ma pháp dịch chuyển cho Ye tiếp cận chém vào mục tiêu, nhưng đòn vật lý không hề có tác dụng với nó. Đang lúc không biết phải làm gì thì Ender xuất hiện. Cậu ta chỉ cần đạp nhẹ một cái là con quái vật Pharase đã vỡ ra trăm mảnh. Cuối cùng là phá hủy phần lõi để ngăn nó hồi sinh. Toya sau đó mới biết được là chỉ cần dùng phép thuật cùng tần số là có thể dễ dàng hạ gục được nó. Ngoài ra, Ender còn nói thêm việc Pharase xuất hiện tại đây là do kết giới bảo vệ đang bị hỏng và chúng đang tìm kiếm vị vua Pharase đang ngủ say. Toya chưa kịp hỏi thêm gì thì Ender đã đi mất. Bên này, nhóm người vừa được giải cứu đang được cho uống nước. Qua trò chuyện, Toya biết được họ là nô lệ và chủ nhân của họ đã chết nên là cô gái tên là Rebecca là một nhà mạo hiểm đang giúp họ bỏ trốn. Khi nghe xong mọi chuyện, Toya đã dùng ma pháp chiêu hoán tháo bỏ vòng cổ nô lệ cho mọi người và mời nhóm của Rebecca về nhà mình sống tạm. Giáo sư Lin nhắc về chàng trai Andy khi nãy thì Toya mới kể rằng đã vô tình gặp cậu ấy trên phố cách đây vài ngày. Khi đó Andy đã dùng những đồng tiền kỳ lạ để mua đồ ăn nhưng không được chấp nhận nên là Toya đã đứng ra trả tiền giúp. Sau đó anh chàng số hưởng còn giúp cho cậu ấy đăng ký làm việc ở hội mạo hiểm để kiếm tiền sinh sống. Seka nhìn vào đồng tiền của Andy để lại nhận ra nó là Sol Paternal. Thứ tiền tệ này được tạo ra lần đầu vào 5.284 năm trước. Toya cũng biết được 5.000 năm trước, lũ Pharase đã một lần tấn công ồ ạt vào trái đất. Nhưng đến khi giáo sư Babylon tạo ra vũ khí tên là Frame Gear để chống lại chúng, thì tất cả Pharase đã biến mất. Hiện tại, thứ vũ khí này đang nằm trong kho chứa của Babylon. Nghe Seka nói xong, Toya cảm thấy rất là háo hức. Nhưng di tích Babylon thứ hai mà họ đến lại là công xưởng chứ không phải là kho chứa. Tại đây một người máy tên là Rosetta, mang số hiệu 27, là quản lý ở nơi này đã bước đến hôn Toya để hoàn tất thủ tục đăng ký chủ nhân rồi trao quyền sở hữu công xưởng Babylon này cho cậu. Sau đó anh chàng số hưởng được cô vợ người máy số 27 dắt đi tham quan nơi này. Tại bàn làm việc vạn năng, Toya đã thử phục chế lại khẩu súng của mình bằng nguyên liệu từ hai con golem khi trước. Kết quả là chưa có tới 2 giây nó đã tạo ra được một bản sao hoàn hảo. Rosetta còn nói rằng có thể tùy ý thay đổi thiết kế của vật phẩm này. Khi Toya quay về nhà thì lại đau đầu vì các cô gái nô lệ không tìm được việc làm. Thế là anh chàng số hưởng đã nghĩ ra một thứ để giúp bọn họ có thể kiếm được thu nhập. Tập 3. Toya đã mở ra một quán cà phê sách và nhận các cô gái nô lệ vào làm. Còn Rebecca và hai mạo hiểm giả khác cũng được cậu cho làm bảo vệ ở đó luôn. Ngoài ra, cậu còn sử dụng công xưởng Babylon để chế tạo xe đạp ra hàng loạt và bán nó đi với giá cao kiếm thêm thu nhập. Sau khi giải quyết công việc kinh doanh tạm ổn, Toya cùng công chúa Yumina đến hội mạo hiểm để nhận nhiệm vụ săn cua đỏ. Vừa đến nơi ủy thác, anh chàng số hưởng đã dùng ma thuật trọng lực hạ gục nó trong tích tắc. Đến khi quay về hội mạo hiểm trả nhiệm vụ thì Yumina cũng được tăng lên bậc đỏ bằng mọi người. Tại đó, cô gái lễ tân của hội mạo hiểm giả đã nhận ra Toya là chủ của tiệm cà phê sách nên là nhờ cậu nhập thêm vài bộ truyện đam mỹ. Do anh chàng số hưởng không rành về thế giới này nên là hỏi cô ấy tên của vài bộ sách ăn khách. Thế là bà liền tập trung mấy cô bạn đồng nghiệp lại ghi ra một đống tên. Nào là thiếu niên trong chiếc lồng, rồi chàng rể trái luân lý palapala cái thứ. Nghe thôi là thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy. Toya ngay sau đó đã dịch chuyển đến hoàng quốc để kiểm sách. Bà chủ ở đây thấy cậu đặt toàn sách đam mỹ liền nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhìn cũng đẹp trai mà gu đọc sách của thằng này nó lạ ghê vậy đó. Tập 4. Toya được Lin nhờ mua thêm vài quyển sách đam mỹ nữa nên là liền dịch chuyển sang đế quốc Regulus.
Ai ngờ khi cậu vừa đến đây thì thấy đất nước này đang náo loạn. Khi hỏi một người lính đang trọng thương gần đó thì Toya biết được đất nước này đang có nội chiến. Thế là cậu liền nhanh chân chạy đến cung điện để tìm nhà vua bảo vệ cho ông ta. Tại đó cậu nghe thấy tiếng hét của một cô gái nên liền dùng điện thoại tìm ra vị trí và giải vây cho cô ấy. Đến khi cô gái của đội kỵ sĩ chạy đến thì đám quân phiến loạn đã bị hạ gục. Qua trò chuyện, cậu biết được cô gái mà mình cứu chính là đệ tam công chúa Lucia. Tiếp đến, Toya đã cùng hai người họ chạy đến phòng của hoàng đế thì phát hiện ông ta đã bị tướng quân Bajor hạ gục vì lý do không chấp nhận chiến tranh xâm chiếm Belfast. Toya định dùng phép thuật ngăn lại thì lão tướng đã triệu hồi một tên ác quỷ cấp cao. Việc hắn triệu hồi được tên ác quỷ này là nhờ vào hiến tế rất nhiều tù nhân ở đế đô. Không chỉ có thế, tên này còn có thể sở hữu vòng tay hấp ma khiến ma lực xung quanh bị hút cạn. Toya do quá nhiều ma lực trong cơ thể nên là vẫn cầm cự được. Cậu liền tung ma pháp đến nhưng mà đặc tính của ác quỷ là kháng ma pháp nên là không ăn thua. Thế là anh chàng số hưởng liền rút súng ra bắn nhưng mà cũng chả xi nha vì bên tay còn lại Vajra đã đeo thêm một chiếc vòng tay thủ vệ giúp chặn đòn vật lý. Thế tình này quá bá đạo nên là tạm thời Toya sẽ đưa hoàng đế và công chúa về nhà mình rồi tính sau với hắn. Cậu niệm ma pháp trơn trượt vào viên đạn bắn xuống sàn nhà khiến hắn mất thăng bằng, té dập đít rồi dùng cổng dịch chuyển rời đi đắc thắng. Hoàng đế được điều trị tại nhà của Toya đã tỉnh lại. Lúc này công chúa Lucia mới nhờ anh chàng số hưởng quay lại cứu anh trai của cô ấy. Thông qua truy tìm ký ức, Toya phát hiện hoàng tử chính là người lính cậu đã gặp vào lúc sáng. Hiện tại anh ta đang ở một nơi an toàn nên là cậu dặn công chúa không cần phải lo. Qua hôm sau, Toya cùng mấy bà vợ tiến thẳng đến kinh đô của đế quốc dẹp loạn. Mấy con bé thần thú cũng được triệu hồi ra giúp một tay trong việc chiến đấu. Con cậu thì tiến thẳng đến chỗ của lão tướng Bajor đối đầu với tên ác quỷ. Biết tên quỷ này miễn nhiễm với ma pháp nên là cậu đã lao đến sử dụng ma pháp trọng lực lên chính thanh kiếm của mình, gõ một cú khiến cho con quỷ bất tỉnh tại chỗ. Còn tên tướng quân sở hữu hai vòng tay miễn nhiễm vật lý với ma pháp thì Toya dịch chuyển hắn vào bên trong phòng kính cùng với xác bọn Slam đang phân hủy bốc mùi kinh khủng. Châu cỡ nào thì châu chứ bị nhốt vô đây thì ai cũng bất tỉnh mà thôi. Cuối cùng, đế quốc cũng được trao trả lại cho hoàng đế. Người dân khi biết tin liền rất là vui mừng. Tập 5, Toya được hoàng đế mời đến gặp mặt. Ông ấy tỏ lòng biết ơn khi mà được cậu cứu mạng và nói rằng sẽ ban thưởng bất cứ thứ gì cậu muốn nhưng mà cậu đã từ chối. Quốc vương của Belfast ngồi kế bên liền nhắc khéo nói lúc trước Toya cũng từ chối ông ấy như vậy nên là ông mới gả con gái luôn cho thằng đó đó. Hoàng đế nghe vậy thì quay sang hỏi Toya, cậu chưa kịp từ chối thì cô vợ Jumina nói đã sắp xếp xong hết luôn rồi. Cô đã hỏi ý kiến của mấy bà vợ lớn trong nhà xong xuôi hết và cũng đã xác nhận đệ tam công chúa Lucia đã yêu Toya ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn anh chàng số hưởng lúc này thì đờ người chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn. Thằng này còn hơn cả là vợ nhặt nữa. Bốn cô vợ sau khi biết Lucia sẽ trở thành vị hôn thê của Toya thì mừng còn hơn ổng. Nhưng cậu chưa đủ 18 tuổi nên là chỉ mới đến ước mà thôi. Hoàng đế và quốc vương Belfast cũng rất vui vẻ vì cuộc hôn nhân này sẽ gắn liền mối quan hệ giữa hai nước với nhau. Do Toya hiện tại chưa có thân phận gì mà đã đính hôn với cả hai công chúa nên là quốc vương Belfast và hoàng đế quyết định mỗi bên cắt một phần lãnh thổ ra, chuyển nhượng cho đứa con rể thành lập một quốc gia riêng. Rồi, kiểu này là sóng gió phủ đôi trai, tương lai nhờ nhà ngoại rồi còn gì nữa. Chạng dương là đây chứ đâu. Khi về đến nhà, Toya cùng ba bà vợ lớn quyết định đặt tên cho đất nước mới là Công quốc Runehill, tượng trưng cho nữ thần chiến tranh. Các cô vợ còn lại cũng sẵn sàng cho việc xây lâu đài mới. Dù gì, Toya này đã trở thành vua của Runehill rồi kia mà. Nghe đến xây lâu đài cái là Rosetta liền bắt tay vào việc. Nhờ vào sức mạnh của công xưởng Babylon thì chỉ mới 3 ngày trôi qua, một tòa lâu đài mới tinh của công quốc Runehill đã được xây xong khiến cho Toya kinh ngạc. Không biết là cha nội Toya này xây cung điện hay là xây trung tâm giải trí mà cái giống gì cũng có. Từ bia cho đến polling rồi ghế massage, xong mạt chược các kiểu quan đại biểu. Đang suy nghĩ xem còn thiếu trò gì không thì Subaki tìm đến. Lý do cô đến đây là muốn Toya thu nhận gia tộc Nhẫn Giả và Tứ Thiên Vương của Takeda nhập tịch vào Runehill sinh sống. Toya sau khi biết gia tộc Nhẫn Giả của Subaki bị tên lãnh chúa mới chèn ép liền đồng ý cho mọi người ở lại. Riêng Tứ Thiên Vương sẽ được làm việc trong cung điện của cậu. Hôm sau, Toya bắt đầu phát triển đường xá cho quốc gia của mình. Cậu cải cách nhà ở rồi quán xá cổng chào các kiểu. Lucia thấy chồng mình bận quá nên liền mang cơm do tự tay cô làm đến. Dù đây là lần đầu tiên tam công chúa nấu ăn nhưng mà Toya cảm thấy rất là ngon miệng. Mà cũng đúng thôi, tôi mà có năm cô vợ vậy thì ăn cơm không cũng thấy ngon nữa à. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Toya có một cuộc gặp mặt giữa các nhà vua từ những nước láng giềng ghé thăm. Mấy ông vua giờ nhìn như là dân tỉnh mới lên thành phố vậy đó, chơi đủ thứ trò chơi quên cả lối về. Tối đó cậu còn tổ chức một buổi pháo hoa để ăn khai trương đất nước mới.
Mà pháo hoa này được hai cô vợ người máy trên Babylon thả xuống chứ không phải bắn từ dưới đất lên đâu nghen. Nhân dịp lãng mạn này, Thuya cũng trao nhẫn đính hôn cho cô vợ thứ năm của cậu. Cả hai nắm tay cùng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Tập 6. Thuya sau khi ổn định việc triều chính đã lên đường tìm di tích Babylon tiếp tục. Nhưng tiếc là nơi cậu tìm thấy lại không phải là kho chứa mà chính là tòa luyện kim. Tại đây, một cô gái người máy tên là Flora mang số hiệu 21 với tâm hồn to lớn xuất hiện. Như những lần trước, Thuya lại buộc phải xác minh danh tính, mà toàn là mấy cái tà râm không à, nên là mấy bạn tự tìm mà xem nha. Xong phần đăng ký thì tiếp tục là phần hồn để xác nhận chủ nhân và lưu trữ gen. Còn Thuya thì đang không hiểu vì sao mà bà giáo sư Babylon lại tạo ra mấy cái kiểu xác minh vớ vẩn như thế này. Sau đó, cậu được Flora dắt đi tham quan hòn đảo bay. Ở tòa luyện kim thì chủ yếu là kết hợp các loại vật chất và ma pháp với nhau để tạo ra các sản phẩm như thuốc trị thương chẳng hạn. Ngoài ra nơi này còn có thể tái tạo được tay chân và phần cơ thể sống. Không chỉ thế, ở đây còn sản xuất các loại thuốc tráng dương, tăng cường sinh lý các kiểu. Sau khi biết rõ mọi chuyện, anh chàng xu hướng đã tập hợp cả 3 hòn đảo Babylon lại với nhau tại đất nước của mình. Cậu cũng học thêm ma thuật bay, thứ sẽ giúp ích trong các trận chiến với quái vật trên cao. Trong lúc Thuya đang có việc ở hội mạo hiểm thì vô tình gặp lại Andy. Cậu ngay lập tức hỏi anh chàng này về thông tin của lũ Farset bay khi trước. Andy nói rằng chúng là vật thể từ hành tinh khác tới đây để tìm lõi của vua Farset đang nằm trong cơ thể của con người. Chính vì thế mà chúng mới tấn công vào những người mà nó thấy. Qua cuộc trò chuyện, Thuya biết được Andy cũng từng chiến đấu với đám Farset vào 5.000 năm trước. Nhưng hiện tại thì cậu vẫn chưa biết rõ thân phận của anh chàng bí ẩn này. Biết được rằng đám Farset rồi sẽ tiến vào thế giới này như quá khứ, Thuya phải nhanh chóng tìm ra vũ khí mà giáo sư Babylon đã chế tạo đang nằm ở kho chứa. Sau khi bàn bạc với ba con bé thì cậu biết được nếu lập khế ước với Viêm Đế thì sẽ điều khiển được lũ chim và việc tìm kiếm các di tích bay của khu vườn Babylon sẽ dễ dàng hơn. Thấy có lý, Thuya liền mở vòng tròn triệu hồi ra nguyên một con phượng hoàng lửa. Viêm Đế thấy được Bạch Đế, Huyền Đế và Hắc Đế đã trở thành con bé của anh chàng số hưởng liền chấm hỏi: "What the hell, cái vụ gì vậy tụi bay?" Thế vậy, Viêm Đế đã đồng ý lập khế ước chủ tớ với Thuya. Vì ba thằng kia mà còn thua thì đầu hàng sớm bớt bị ăn đập cho nó lành. Sau khi hóa thành bé, Thuya đặt tên cho Viêm Đế là Kronjoku và triệu tập tất cả các loài chim đến. Cô dặn chúng nếu tìm thấy các tòa nhà đáng ngờ hoặc những hòn đảo bay kỳ lạ thì quay về báo cho mình. Tập 7. Sáng sớm mở mắt ra, Thuya thấy bà vợ Yumina đau lù lù nằm kế bên khiến cho ổng hết hồn hết vía. Cũng may là chưa làm gì chứ không là mang tiếng ăn kem trước cổng rồi. Bạch Hổ nói giờ còn đỡ chứ sau này mà thằng chả 18 tuổi một cái là phải chia ngày cho năm cô vợ với ba cô người máy nữa, chắc bỏ bê việc nước luôn quá. Đang suy nghĩ về tương lai thì Viêm Đế bay về báo tin cho Thuya việc chim trinh sát đã tìm thấy một kim tự tháp đáng nghi nằm ở hòn đảo phía tây vương quốc Sandora. Không nghĩ nhiều, cậu liền tập trung mấy cô vợ chuẩn bị lên đường. Do di chuyển bằng Babylon nên là rất nhanh cả bọn đã đến được nơi đó. Trên đường đi, cả đám ma thú xuất hiện đều bị tiêu diệt bởi cái dàn harem chất như cất này. Tính ra làm chồng của mấy bà này cũng nhàn á. Một lúc sau, Thuya đã tìm đến đài dịch chuyển và được lên Babylon thứ tư. Cũng như những lần trước, một cô người máy mang số hiệu 28 tên là Monica tiếp đón Thuya. Lần này thì cậu cũng bị cướp đi nụ hôn của mình với mục đích chuyển nhượng và lưu trữ gen chủ nhân. Thuya biết được Babylon này chính là kho chứa nơi cất giữ vũ khí có thể tiêu diệt đám Farset thì mừng rớt nước mắt. Nhưng Monica nói rằng nó không thể chạy được vì cần đến nguyên liệu tên là Aether Plywood do người quản lý phòng nghiên cứu Babylon tạo ra. Thuya tưởng chừng không còn cách nào khác thì Monica nói Flora cũng có thể tạo ra chúng. Thế là anh chàng số hưởng liền quay về gặp cô ấy để nhờ chế tạo giúp vì ổng nóng lòng muốn lái tử Framgear lắm rồi. Nhưng Flora nói để tạo ra Aether Plywood thì cần phải có nguyên liệu là quặng Aether. Ngày nay người ta gọi nó là ma thạch, nhưng cần cục bự chà bá như vậy thì rất là hiếm. Tưởng gì chứ đối với Thuya thì đơn giản. Cậu lên hỏi chị Google Maps trên điện thoại thì chưa tới 5 phút đã có vị trí của chúng. Thế là trong chớp mắt, viên ma thạch to bằng nồi cơm đã được mang về. Nhưng cần đợi thêm một tháng mới có thể tạo ra được Aether Plywood được. Trong lúc chờ đợi thì Thuya và mấy cô vợ được Monica dạy cho khóa mô phỏng lái Framgear trước để sau này sử dụng. Bỗng nhiên, Shuya chạy đến đòi lấy Thuya làm chồng và khóc sướt mướt. Cậu đã đến nhà cô bé để hỏi chuyện thì biết rằng tên đại hoàng tử Jovina đã cầu hôn cô bé khi chỉ mới 12 tuổi. Ông quản gia còn nói thêm rằng tên này là một kẻ đàm đúm ăn chơi nên là rất mong cậu hãy đính hôn với Shuya để làm cái cớ từ chối hắn ta. Hôm sau, sứ giả của Jovina tìm đến gặp công tước cha của Shuya để nhận hồi đáp cho hôn nhân thì nhận được lời từ chối vì hiện tại Thuya chính là chồng tương lai của cô bé. Khi biết cậu chính là vua của công quốc Runehill thì anh chàng sứ giả liền quỳ xuống van xin cậu hãy giúp cho mẹ của mình. Thuya đến giờ mới biết anh chàng này chính là nhị hoàng tử Cloud, em trai cùng cha khác mẹ với tên Jabune.
Do là con riêng nên là anh bị ném đến đây để làm sứ giả quèn. Tập 8. Lý do nhị hoàng tử Cloud của xứ Klina cầu cứu Toya là vì mẹ anh ấy đang bị giam cầm bởi tên thủ tướng World Death. Nghe xong câu chuyện của Cloud, ngài công tước đã yêu cầu triệu tập hội nghị giữa các nước phương Tây lại để trục xuất tên đại hoàng tử Jebune. Nếu để hắn lên ngôi thì mọi thứ không thể lường trước. Trong buổi đàm phán, những quốc vương có mặt đều đồng ý cho Cloud lên ngôi sau khi nghe xong câu chuyện thối nát của tên Jebune. Nhưng để xác nhận lại mọi việc, Toya đã cùng mấy cô vợ tan hình đi khảo sát xem có phải Jebune là tên thừa tướng thật sự độc ác hay không. Khi Cloud vào trong bẩm báo hôn ước với cô bé Sue đã bị từ chối, Jebune liền tức giận tán thẳng vào mặt em trai. Nhìn cái bản mặt thằng này được thiết kế trong vai ác bẩm sinh rồi, khỏi cần phải điều tra hay là nói nhiều gì nữa. Hắn ta còn đòi bắt cóc Sue về và đeo vòng cổ nô lệ cho cô bé phục tùng nữa chứ. Toya nghe xong xô máu nhưng mà ráng nhịn. Hắn còn sai Cloud đi tìm tung tích về việc Toya là một chắp bôi ăn chơi đàm đúng để phá hủy hôn ước với Sue nữa. Mấy cô vợ nghe xong chuẩn bị hàng nóng sẵn hết rồi. Chỉ cần Toya phẩy tay một cái là chém thằng khứa này mỏi tay luôn, nhưng mà hên là bà hoàng hậu đi tới. Sau khi đến nơi an toàn, Toya đã trị thương cho Cloud. Tối hôm ấy, cả nhóm tiến đến tòa tháp để giải cứu cho mẹ của cậu. Những tên lính canh bị Toya dùng smartphone khóa mục tiêu rồi dùng tên liệt khiến chúng ngất tại chỗ. Cuối cùng, hai mẹ con họ cũng đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Tên thừa tướng Quardas sau khi nghe tin Vương Phi được giải cứu thì cay cú tột độ. Hắn quyết định lập mưu cho quốc vương sớm hạ bệ để Jebune lên ngôi. Thực chất, đại hoàng tử không phải là con ruột của quốc vương mà chính là kết quả gian gian díu díu mập mờ của hắn và hoàng hậu. Toya cũng sớm lấy điện thoại ra quay phim lại tất cả những việc này. Sau khi có bằng chứng, Toya liền bí mật đến đưa cho quốc vương của Klinia xem. Đến ngày truyền ngôi thì bất ngờ ông đã gọi tên con trai Cloud của mình. Tên Jebune và Quardas nghe xong cây cú đứng lên tính quậy. Nhưng khi video của Toya được công chiếu trên YouTube thì căm mõm lại ngay. Đáng lý cả ba người họ sẽ lãnh tội chết, nhưng mà tân quốc vương của Linear là Cloud đã niệm tình con người nên đã bí mật bán họ cho đám buôn nô lệ để sống những ngày còn lại trong khổ cực. Sue thì rất vui mừng vì cô bé được cứu khỏi tên hoàng tử độc ác. Nhưng điều khiến cô bé vui nhất chính là trở thành người vợ thứ 6 của cái thằng cha Toya này. Tập 9. Trong lúc Toya đang hẹn hò với cô vợ Úc thì bất ngờ Flora thông báo quá trình điều chế Ira Plywood đã thành công. Ngay lập tức, cậu cùng các cô vợ tiến thẳng đến Babylon để lái tử Fram Gear. Do Zaya là người có mạnh lực ít nhất nên là cô ấy sẽ lái tử đầu tiên. Nếu không có gì bất thường thì mấy cô vợ còn lại cũng sẽ được thử nó. Mặc dù Toya là người nôn nóng nhất trong tất cả những người ở đây, nhưng mà chả hiểu kiểu gì mà cậu lại bị mấy cô vợ giành lái trước. Thôi kệ, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà. Anh chàng số hưởng còn đặt Rebecca làm thêm một thanh kiếm từ tinh thể của Pharaset và một viên đạn để chuẩn bị cho quá trình chiến đấu. Cậu cũng biết được quá trình sản xuất Farm Gear hàng loạt đang gặp trục trặc về vấn đề nguyên liệu. Thứ kim loại cần để sản xuất Farm Gear rất hiếm và giá cũng khá cao nên là Toya có hơi sót tiền một chút. Thông qua điện thoại thì cậu phát hiện có một số loài golem có chứa kim loại ấy nên liền bay đến đó để khai thác. Còn tiền thì để dành mốt cưới vợ. Trên đường bay, bất ngờ cậu phát hiện vô số Pharaset đang tấn công vào một ngôi làng. Khi đó Pharaset tấn công vào một cô gái thì Toya kịp lúc lao đến hạ gục nó bằng thanh kiếm được chế tạo từ Pharaset. Quả nhiên thứ vũ khí này đủ cứng để hạ gục được bọn chúng. Cậu nói cô hãy sơ tán người dân, còn mình thì lao vào chiếm đám quái mỏi tay. Sau khi dẹp hết đám Pharaset ở thị trấn, Toya liền chữa trị cho những người dân bị thương. Cậu cũng biết được cô gái khi nãy chính là đệ nhất công chúa của vương quốc Galestia, tên là Minas. Thấy cô khá thích thú với thanh kiếm trong quần, thanh kiếm đeo bên người nên là cậu quyết định tặng cho Minas để tăng tình hữu nghị trong lần đầu gặp mặt. Sau đó, Toya tiếp tục đi chinh phạt đám golem rồi quay về. Bất ngờ trên đường đi, cậu gặp được một cô gái đang nằm bên suối trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Tập 10. Cô gái Toya gặp ở trong rừng đã được đưa về tòa luyện kim Babylon điều trị vết thương. Nhưng hiện tại cô ấy đã mất đi ký ức của mình. Qua kiểm tra thì tất cả những kỹ năng đọc viết tính toán vẫn hoạt động, nhưng mà cô ấy lại chẳng nhớ gì về bản thân ngay cả tên của mình. Thấy cô không nhớ gì nên là Toya đã đặt tên cho cô gái mới này tên là Sakura và đưa ẻm về nhà. Tại sân vườn, cậu vô tình nghe được giọng hát ngất ngây lòng người nên đã trổ tài đàn piano để cùng Sakura hòa tấu. Cả hai người đàn người hát khiến cho mấy cô vợ nghe mà cũng đắm đuối theo điệu nhạc. Thế là nguyên cái nhà kéo tới xem ca nhạc cây nhà lá vườn luôn chứ đây. Qua hôm sau, cô gái bên hội mạo hiểm đã đến nhờ Toya đi săn giúp một con ma thú với độ nguy hiểm rất cao. Nó không chỉ biết phun độc mà còn có thể hóa đá kẻ thù bằng ánh mắt của mình, giống hệt như là Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Hiện tại đã có 13 mạo hiểm giả bị hóa đá khi mà đối đầu với nó. Nghe tới đây, cậu có vẻ dè chừng vì ở nhà còn đến tận 6 của vợ. Nhưng sau khi biết tiền thưởng khá lớn nên là liền gật đầu đồng ý. Làm vua rồi mà, vẫn phải kề tiền để cưới vợ thôi.
Trước khi đi, Toya đã tặng cho Yae một thanh katana bằng nguyên liệu Farset khiến cho máy của vợ kia buồn ra mặt. Thôi, ngoan ngoan thương thương hết cả 6 đứa mà. Khi tới địa điểm săn ma thú vừa thấy nó, Toya liền lao nhanh đến vung kiếm chém một phát bay đầu mục tiêu. Thế nhưng, điều cậu không ngờ chính là ánh mắt nó vẫn hoạt động khiến cho chân anh chàng số hưởng bị hóa đá hoàn toàn. Hơn là Toya sử dụng ma thuật hồi phục kịp lúc nên là chỉ mất đôi giày chứ chưa mất cả bàn chân. Lucia cũng bị hóa đá gần một nửa cơ thể nhưng mà Toya đã hồi phục lại cho em ấy. Đến khi đập lớp đá ra thì mất cả ban xu mọi người ạ. À. Đầu của cậu suýt tí nữa là bị eo bẻ lòi ra đằng sau rồi. Sau đó, Toya đã đem 13 người bị hóa đá về hội mạo hiểm để hồi phục cho họ. Đến khi đập đá ra thì Lucia chưa kịp cản lại đã thấy 13 thằng trần chuồng như nhộng khiến cho đám con gái láng ôm sùm. Tập 11, trong lúc Toya đang cùng Monica nâng cấp con Frame Gear chỉ huy thì bất ngờ có thông báo có chị gái đến tìm. Đến khi nghe giọng qua thần giao cách cảm mới biết đó là bà thần tình yêu. Bà lấy tên là Karen và giới thiệu trước mấy cô vợ của Toya mình là chị ruột của cậu ấy đã lâu không gặp. Mấy bà nhỏ tưởng thiệt cảm động đến bật khóc rồi bỏ đi nhường không gian cho cả hai. Lý do bà thần này hạ phàm là bà đang bị đau vai. Biết là ở nhà của Toya có nhiều trái tim đang yêu nên là muốn ở đây một thời gian hồi phục cơ thể ấy mà. Đang trò chuyện thì cô hầu thông báo cho Toya có đệ nhất công chúa của Lestia đang chờ ở ngoài cổng thành. Xuống phía dưới thì cậu đã gặp lại Minak, cô nàng cậu từng cứu trước đây thoát khỏi bọn Farazet. Đi cùng cô ấy là ông nội, vua tiền nhiệm của vương quốc hiệp sĩ Lestia. Toya đang tính bắt tay thì ông già đã tiện thể bóp mông cô hầu của cậu. Vì chưa lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn máu dê như hồi 18 vậy đó. Vua đã già nhưng mà ông ấy không hề yếu nha. Cô hầu của Toya từng làm ở cơ quan tình báo nên là thân pháp phải rất nhanh, cô ấy mới không né được. Tiếp đó, Toya liền đưa hai ông cháu đến xem Phạm Ghi diễn tập. Sau khi chứng kiến sức mạnh bá đạo từ thứ vũ khí này, ông đã đề nghị lập liên minh với Ruhil và các nước phương Tây để kết giao hữu nghị. Chứ mà tới mức này rồi không hợp tác nó đem qua đập một cái là mất nước luôn nên là phải sợ chứ. Công chúa Mina là một người tập võ nên là muốn solo với kiếm sĩ mạnh nhất Ruhil. Toya liền đề cử Jae ra chiến đấu. Dù cả hai đều thân thủ bất phàm nhưng mà cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về Minak. Jae giới thiệu mình là hôn thê của Toya khiến cho công chúa buồn ra mặt. Đã vậy, ổng còn đến 6 bà vợ thì cửa nào dành cho cô ấy nữa. Thế mà không hiểu sao Jae liền rủ Minak vào làm vợ Toya cho vui luôn chứ. Vừa nói xong là liền lôi đệ nhất công chúa trình làng mấy bà vợ lớn. Vì chứ cái gia đình này thì yên bình nhất rồi, ổng có thêm vợ còn mừng nữa chứ chẳng kiểu kiểu gì. Ông của Minak không đồng ý hôn sự này trừ khi cô phải đấu kiếm thắng ông ta. Thấy cô vợ tương lai sắp thua ông của cổ nên là Toya đành chơi chiêu dùng mỹ nhân kế khiến ông già tà râm mất tập trung. Kết quả là Minak nhân cơ hội đó giành chiến thắng hoàn toàn. Thế là cuối cùng lại có thêm một cô vợ nữa vào cái đại gia đình của Toya rồi. Viewer của tôi thì chỉ biết ước thôi chứ bồ còn chưa có kìa mà làm gì có vợ được. Tập 12. Vừa mới sáng sớm, Viêm Đế đã thông báo chim trinh thám phát hiện ra thêm một di tích Babylon mới. Thế là Toya cùng mấy bà vợ ngay lập tức lên đường. Khi Toya đến nơi thì cô người máy mang số hiệu 20 tên là Liora bước ra đón tiếp. Do cậu đã trở thành chủ nhân của 4 khu vườn Babylon nên là không cần phải xác minh danh tính bằng mấy cái trò tà râm nữa. Liora nói rằng nơi đây là thành lũy và cũng là tòa tháp của Babylon. Cả hai khu vườn đã vô tình gặp nhau và hợp thể vào 347 năm trước nên có thể nói Toya đã tìm một mà được tận hai di tích Babylon. Sau đó cậu được cô ấy đưa đến tòa tháp gặp chủ nhân là người máy tên là Noel đang say ngủ. Vì chứ bà mắm này muốn gọi dậy thì phải có đồ ăn cái là tỉnh liền. Để làm chủ nhân của tòa tháp thì Toya phải đáp ứng điều kiện của Noel bao gồm một bữa ăn ngon và một chiếc giường ấm áp. Thế là sau khi chuẩn bị mọi thứ, cậu đã được hai cô gái trao nụ hôn để xác nhận chuyển nhượng và lưu trữ gen. Thiệt, mấy bà người máy này chơi lầy ghê luôn á. Tiếp đó thì Toya được dắt đi tham quan như thường lệ. Liora nói rằng tòa tháp được xem như là trái tim của Babylon và hoạt động như là một lò ma lực. Nó có vai trò hấp thụ ma tố và khuếch đại chúng thành ma lực. Do tòa tháp không cần phải túc trực cho việc vận hành nên là Noel mới rảnh quá ngủ cho qua ngày qua tháng như vậy. Còn về thanh lũy thì có trách nhiệm phòng thủy của Babylon. Nó có thể triển khai phòng thủ vật lý và ma pháp nên là không sợ bị tấn công. Đang tham quan thì Bạch Đế thông báo có thư từ Bepha gửi tới. Toya sau khi biết được bố của Jumina vừa sinh được con trai liền đến đó chúc mừng cha vợ. Ông trao đặc quyền cho con rể làm cha đỡ đầu và đặt tên em bé. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu đã đặt cho đứa em vợ này tên là A, ở lộc tên là Yamato. Mấy cô vợ khác cũng đến chúc mừng đức vua Bepath. Đó, coi con nít cho đã đi rồi về bắt thằng Toya đẻ nữa là lại khổ á. Trong lúc mấy bà vợ đang tắm thì mấy nhỏ người máy nói sau này chính cô vợ của Toya đều sinh rất nhiều con. Ai dè bị mấy bà vợ nghe thấy. Liora nói rằng lý do giáo sư tạo ra 9 phần của Babylon là do anh chàng số hưởng có đến 9 cô vợ. Giờ thì mới có 7 bà nên là trong tương lai ổng sẽ kiếm thêm được 2 bà nữa hay chăng?
Mấy bà vợ sau khi dắt về nhà liền bắt Toya quỳ gối và phải hôn mỗi người một cái chuộc tội. Thế là trong đêm bắn pháo hoa ăn mừng hoàng tử của Belfast chào đời thì bảy cô vợ lần lượt hôn Toya trong bầu không khí lãng mạn. Trong tương lai thì chính người bên cạnh Toya lúc này sẽ đều trở thành vợ của ổng trong mấy bộ váy cưới xinh đẹp. Còn tôi và mấy viewer thì chỉ biết ước có một cô vợ với một cô bồ thôi cũng được. Và cuối cùng thì season 2 của Chuyển Sinh với Smartphone đã kết thúc rồi mọi người ơi. Thông tin về phần tiếp theo vẫn chưa có, nên là tụi mình sẽ xoay qua series khác hẹn. Giờ thì bye bye và hẹn lại mọi người ở video lần tới.